Hoàng gia Anh tụ họp trong kỳ nghỉ hè chung đầu tiên sau khi nữ hoàng qua đời. Vua sắc để tam hoàng hậu Camilla thân vương Quy Lam, vương vị kết và nhiều thành viên khác của hoàng gia đều tập trung tại nhà thờ ở Ban Mora cuối tuần qua. Vào sáng ngày 27 tháng 8, ít ngày trước lễ số đầu của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, hầu hết thành viên cấp cao của hoàng gia Anh đều đến nhà thờ Gratikert gần lâu đài nơi bà qua đời vào năm ngoái. Vua sắc để tam và hoàng hậu Camilla ngồi chung xe có tài xế riêng. Trong khi đó, thân vương William tự cầm lái một chiếc xe khác chở vợ, vương vi sứ Wales và hoàng tử Andrew tới nhà thờ. Vợ chồng công tước nữ công tước Edinburgh đi cùng với công chúa Anne và phó đô đốc Tim Lawrence. Cũng trong loạt ảnh đi nhà thờ còn có quý bà Susan Hessay một trong những người thân cận nhất với cố nữ hoàng. Đây là cuộc tụ tập đông đủ đầu tiên của các thành viên hoàng gia tại sinh thử Scotland từ khi nữ hoàng Elizabeth để nhị mất. Sức khỏe của bà suy yếu đột ngột ở tuổi 96 vào hôm 8 tháng 9 năm 2022 khiến con cháu đổ xô đến lâu đài. Tuy nhiên, nhiều người không kịp gặp được nữ hoàng vào giây phút lâm chung của bà. Điện Buckingham cho biết vua sắc để tam dự định lặng lẽ tưởng niệm ngày rỗ đầu của mẹ ở Balmora. Charles và Camilla nổi tiếng thích nghỉ ngơi tại ngôi nhà riêng của họ ở Buckhouse. Mỗi dịp nghỉ hè, nhưng quyết định bỏ qua truyền thống để tôn vinh mẹ qua cố nhà vua sẽ lưu trú tại Scotland thêm 3 tuần nữa mới về Anh. Suốt thời gian đó, các thành viên khác trong hoàng gia cũng sẽ lần lượt tới bàn để nghỉ hè. Gia đình William và Kate dự đình đưa cả ba con gồm hoàng tử George, công chúa Charlotte và hoàng tử Louis theo trong kỳ nghỉ này. Nhà hoàng tử Edward cũng không ngoài lệ khi đưa cả hai con là tiểu thư Louis Windsor và tử tước James tụ tập cùng hoàng gia.